Đập nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn đe tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Hạ xuống thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Hít sâu. Thở rằm. Lần nữa hít sâu, vươn tay lên giữ lại. 5 4 3 2 1. Thở rằm. 5 4 3 2 1. Tập cổ thẳng cổ hít sâu. Ngửa ra sau thở rằm. Cổ hít sâu, nghiêng phải thở ra căng cổ bên trái, hít mắt nhìn lên. Trở về giữa hít sâu, nghiêng trái thở ra căng cổ bên phải, hít mắt nhìn lên. Tập luôn cho mắt. Trở về giữa hít sâu, xoay nhìn phải thở ra liếc hết qua phải. Trở về giữa hít sâu, xoay trái thở ra liếc hết qua trái. Trở về giữa hít sâu, cúi xuống thấp bụng thở. Xoay bên phải lên trước hít vào. Xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ. Xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó. Kết hợp tập luôn cho mắt. Tập cổ thì tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu các đốt sống cổ. Mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải qua đan chặt, kéo và hít, đẩy ra thở. Trở về, kéo và đẩy lên. Trở về, kéo vào đẩy thẳng tay. Ngà xuống, trở về, đổi tay, kéo vào. Đẩy ra. Trở về. Kéo vào đẩy lên. Trở về. Kéo vào đẩy thẳng tay. Hạ xuống. Trở về. Thả lỏng tay. Lấy hai viên gạch đặt hai bên đầu gối. Chống tay lên hai viên gạch, xiết bụng nâng mông lên. Hạ xuống. 2 lên. Xuống. 3 lên. Xuống. 4 lên. Xuống. 5 lên. Xiết bụng lên. 5 4 3 2 1. Hạ xuống. Thả chân ra. Thả lỏng chân. Xếp đổi chân.
bằng cột sống đưa tay phải ra sau, tay trái nắm tay phải kéo căng ức vào eo bên trái, tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên hít sâu, mở vai phải bám chặt tay trái lên đầu gối, xoay mặt ra sau thở ra, trở về sau, xoay phải thở ra bám chặt tay và mở vai xoay, trở về sau, xoay thở ra xoay cổ xoay vai, trở về sau, xoay thở ra xoay thêm, trở về sau, xoay thở ra xoay tối đa, thớp bụng thở hết hơi rằm, thong thả trở về, thả lỏng tay, mời đổi bên, kéo căng tay trái ra sau, xoắn theo cột sống úp vào eo bên phải, tay phải đặt lên đầu gối trái, thẳng lưng hít sâu, xoay trái thở ra, trở về sau, xoay thở ra, trở về sau, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, bám chặt tay vào, xoay, trở về sau, xoay thở ra, xoay thêm, trở về sau, xoay thở ra, xoay tối đa, thớp bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay, hai tay lên, tay này ôm khuỷu tay kia, kéo căng ra khởi đầu, hít sâu vào, thẳng lưng, ưỡn ngực lên, cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn rút rốn thở ra, hít sâu, kéo căng tay vai, đẩy cao lồng ngực lên, thở ra, cong lưng ra sau, hớp bụng thở ra, hít sâu vào, kéo tay vai, đẩy cao lồng ngực lên, thở ra, hớp bụng lại, đẩy cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn, hít sâu vào, kéo tay vai, đẩy căng lồng ngực lên, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu vào, gấp cẳng tay trái bám vào, vai ở bên phải, gấp sau tay xuống, kéo căng khuỷu tay ra sau đầu, rồi nâng đầu lên thẳng cổ hít sâu, nghiêng phải thở ra, nâng lên hít sâu, nghiêng phải thở ra, suy nghĩ vào khớp vai bên trái, lên hít sâu, đang mở khớp vai bên trái, nghiêng thở ra, nâng lên hít sâu, nghiêng thở ra, nâng lên hít sâu, nghiêng thở ra, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu. Rồi, giữ đó và đưa tay trái, đưa tay phải xuống ra sau lưng. Rồi đưa lên nắm lại với lại tay trái, nắm lại với nhau. Không tới thì nối dây. Này, tới không? Tới, tới, tới rồi. Bật cái khuỷu tay ra sau luôn. Bật cái khuỷu tay trái ra sau đầu. Bật ra sao em, bật thêm, bật thêm. Hít sâu vào, rương tới cúi xuống, hớp bụng thở ra. Nâng lên hít sâu vào, rương tới cúi xuống thở ra. Nâng lên hít sâu vào, rương tới cúi xuống thở ra. Nâng lên hít sâu vào, trường tới cúi xuống thở ra, lần nữa lên hít sâu vào, trường tới cúi xuống thở ra, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên hít sâu vào,
Hạ tay xuống thở ra, thả lỏng vai ra. Rồi đổi tay, vươn tay phải lên gấp ra sau. Tay trái ôm khuỷu tay phải kéo căng, rồi kéo về ở bên. Kéo qua ở bên trái, bám chặt tay ở sau lưng, hít sâu. Rồi thẳng cổ lên em, thẳng cổ để bật cái khuỷu tay ra. Nghiêng người qua bên trái thở ra. Nâng lên hít sâu vào, cố gắng thẳng lưng thẳng cổ lên. Thở ra. Hít sâu vào. Nghiêng thở ra. Hít sâu vào. Nghiêng thở ra. Hít sâu vào. Nghiêng thở ra. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Rồi nâng lên hít sâu. Có tay trái ra sau. Cao lên và nắm lại với lại tay phải. Không tới thì nói dây, nói khăn vô. Nắm sâu vào. Đi kiếm dây. Kiếm dây đi em. Tay bên đây nó nghịch hơn. Nó nghịch, nó cứng, nó đau. Rồi lần tay theo dây và đẩy ra, nắm lại, gần lại, gần lại, sâu hơn. Hít sâu vào, trương tới gập xuống thở ra. Nâng lên hít sâu vào, trương tới gập xuống thở ra. Nâng lên hít sâu vào, trương tới gập xuống thở ra. Nâng lên hít sâu vào, trương tới gập xuống thở ra. Ép xuống giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Nâng lên hít sâu vào, hạ tay xuống thở ra. Xoay vai thả lỏng khớp vai, xoay biên độ rộng ra. Xoay ngược lại. Vỗ tay về trước. Ra sau. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thả lỏng ra, tháo chân ra. Giữ hai chân thả lỏng. Chống người lên, thở lưng mèo, bài đỉnh của cột sống. Tay chân là bốn góc vuông. Cong lưng lên, mắt nhìn rốn, rút rốn lên thở ra. Hít sâu vào, chung lưng rướn cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, mắt nhìn rốn thở ra. Hít sâu vào. Ra cong lưng lên, rút rốn hóp bụng thở ra. Hít sâu vào. Thở ra, rút rốn thở ra. Hít sâu vào, chung lưng rướn cổ giữ lại. Rướn dài cổ lên, ép vào lưng giữa và lưng trên. Cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng thở ra, mắt nhìn rốn thở ra. Hít sâu vào, duỗi thẳng chân phải và tay trái duỗi thẳng ra. Rút rốn, xiết cơ bụng lại, thẳng cột sống. Thẳng cột sống, duỗi chân phải, tay trái. Đúng rồi, co gối co tay, khuỷu tay chạm gối thở ra, mắt nhìn vào chân. Hít
sau vào duỗi thẳng tay chân ra, thở ra co gối co tay thẳng ra, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, duỗi thẳng ra, giữ lại, gấp chân lên, gấp lên cao lên, rồi đưa tay trái ra sau em, nắm chân đúng rồi, bung cao lên, thở ra, kéo căng bung cao gối lên, giữ lại đúng rồi, thở, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, duỗi thẳng chân ra, rồi chống mũi chân trái lên đi cho chắc chắn, rồi luồn tay trái qua nách tay phải, đặt sau vai đầu xuống. Đặt sau vai đầu xuống, thở ra. Luồn tay vào, chống cái mũi chân trái lên, bám xuống để cho giữ vững chứ để nó bị lật. Chống mũi chân chắc chắn, bám xuống. Thở ra, đúng rồi. Rồi hít vào, gấp chân phải lại, đặt cái vai cái đầu xuống luôn. Luồn tay và đặt vai đặt đầu xuống. Rồi gấp chân phải lên cao, đưa lên cao, chân phải bật cao lên. Rồi gấp, gấp lại, đưa tay phải nắm chân. Đúng rồi, đưa tay phải nắm chân rồi buông đầu gối lên, buông cao lên, buông đầu gối cao lên, thở ra, đúng rồi, thả lỏng buông lên, nè, đó, đó, không phải, em phải đặt vai đặt đầu xuống, em luồn tay qua đặt vai đặt cái đầu xuống sàn, đúng rồi, đặt xuống sàn, vừa thế là được. Đặt cái vai xuống, em phải đặt cái vai cái đầu xuống sàn. Rồi, nâng chân lên. Rồi, đưa tay ra sau nắm. Khó quá bỏ qua. Rồi, hạ tay chân xuống, cong lưng lên, rút rốn lên, thở ra. Hít sâu vào, đổi tay chân, nâng chân trái tay phải lên, duỗi căng siết bụng, co gối co tay, thở ra, chân này tay kia, hít sâu vào, duỗi căng ra, thở ra, rút rốn siết cơ bụng lại, hít sâu vào, thở ra, co gối co tay, thở ra, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, duỗi, rồi gấp chân lên, đưa tay ra sau nắm chân, bật cao đầu gối lên, thở ra, giữ cân bằng lại, đừng có nghiêng người quá, giữ người lại, thở, buông cao lên, cao lên, cao lên, rồi hít vào, chống mũi chân phải xuống, rồi luồn tay phải qua nách tay trái, đặt vai đặt đầu xuống nè, em cảm nhận tư thế lại, cảm nhận lại là sẽ lên được. Đặt vai đặt đầu xuống rồi gấp chân trái lên, đưa tay trái ra sau nắm chân, thở ra, tập trung giữ thăng bằng, dùng ý thả lỏng thêm, hít sâu vào, chống tay xuống và hạ tay chân cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, trương người lên, rắn hổ mang, trương dài người lên, duỗi mũi chân và khép bớt gót chân lại, thở ra, lui mông về, hóp bụng, thở ra, em bé, trương người lên, hít sâu vào, ra, rút rốn xiết cơ bụng lại, thở ra, trương lên, hít sâu vào, lui về, hóp bụng, thở ra, trương người lên, hít sâu vào, lui về, thở ra, rút rốn xiết bụng, thở ra, trương người lên, hít sâu vào, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng, giữ mũi chân ra, ép sát xuống, rồi khép chân lại,
thế bớt chân lại với nhau, duỗi thẳng ưỡn căng lồng ngực, sệ vai xuống thêm chung tay xuống, chung tay sệ vai ưỡn ngực, chống chân nâng người lên cúi xuống, thở ra chớp mặt, bám chặt tay vào, ép vai ép lưng, siết cơ bụng, thở ra, đưa người lên, hít sâu vào, đẩy cao hông lên cúi xuống, thở ra, trương lên, hít sâu vào, thở ra, rút rốn siết bụng, thở ra, trương lên, hít sâu vào, thở ra, rút rốn siết bụng, thở ra, hít sâu vào, thở ra, tập thể lực và bắt mở toàn thân, hít sâu vào, thở ra, rút rốn siết bụng, thở ra, chân phải ra sao lên, hít sâu vào, đẩy tới co gối chạm mũi, thở ra, cong lưng lên, nhón rét gót chân trái lên, nhón cao lên, rút rốn siết lại, duỗi mũi chân phải ra, muốn căng mũi chân phải không, co gối chạm vô lỗ mũi, nhưng mà cái mũi chân mình á, vuốt ra, duỗi ra, đúng rồi, cong lưng cao lên. Rồi hít vào, đạp bàn chân trái bật cao, chân phải mắt nhìn xuống dưới chân trái. Đẩy tới, đẩy người tới, cong lưng lên, co gối chạm mũi, thở ra. Đừng có lật hông, em bị lật hông. Nè, bật cao chân lên chứ không có lật qua vậy. Úp hông xuống, ép người xuống. Rồi đẩy tới, co gối chạm mũi, thở ra. Nè. Rồi hít sâu vào, luôn luôn vuốt căng mũi chân phải ra, vuốt lên, duỗi mũi chân phải lên, thở ra, co gối chạm mũi, rút rốn siết bụng, thở, hít sâu vào, bật cao chân lên, co gối chạm mũi, thở ra, siết cơ bụng lại, giữ 5 4 3 2 1, bước chân lên bằng hai tay, hít sâu vào, bước dài lên, chân phải lên bằng hai tay, chân trái còn ở phía sau. Rồi nè, giữ đây nè, thẳng gối gập xuống, thở ra, gập thở, rồi thẳng gối phía sau vào, ép hông xuống, thẳng gối thở ra, gập sau hốc bụng, thở, phía sau vào, thẳng gối xuống, thở ra, gập thở ra, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, thở ra, cảm nhận căng gân kheo, căng cơ đùi cơ mông, hít sâu vào, cẩn thận rút chân phải về chớp mặt, thở ra, cúi xuống, rút bụng, ép thở ra, ép vai, ép lưng, đúng rồi. Chân trái ra sao, nhớ không có lật hông, vẫn úp hông, úp lưng xuống, bật cao chân lên. Đẩy tới, co gối chạm mũi, thở ra, nhón hết gót chân phải, cong lưng lên, siết bụng, đúng rồi. Hít sâu vào, đạp chân phải, bật cao chân trái, ép vai, ép lưng xuống. Đẩy tới, co gối chạm mũi, siết bụng, thở ra. Ba, hít sâu vào, đẩy tới hớp bụng, thở ra. Bốn, hít sâu vào, đẩy tới hớp bụng, thở ra. Năm, hít sâu vào, đẩy tới co gối chạm mũi, siết cơ bụng, thở ra, giữ lại. Năm, gối chạm mũi, 1 3 2 1, bước bàn chân lên bằng hai tay, hít sâu vào, bước dài lên, đưa đầu gối vào trong, rồi hạ đầu gối phải xuống, rồi đẩy lùi hông nè, đẩy lùi hông, thẳng gối trước, thở ra, đúng rồi, hít sâu vào, ép mềm dẻo cơ thể, thở ra, hốc bụng, thở ra. Ba, hít sâu vào, ép thở ra, hốc bụng, thở ra.
4 hít sâu vào, hít thở ra hết bụng tới. 5 hít sâu vào, hít thở ra thẳng gối hết sâu, bụng gập lên thở ra. 5, 4, 3, 2, 1 hít sâu vào, thẳng gối xuống. Rút chân trái về trước mặt thở ra. Ép xuống, rút bụng thở ra. Ép vai, ép lưng xuống. Đúng rồi, đẩy cao đỉnh mông lên. Ép vai, ép lưng, xuống rồi bụng thở ra. Rồi, ép người xuống và đi bộ tại chỗ nè. Nhón gót chân phải, đùi chạm vào bụng. Vẫn ép lưng xuống, vẫn đẩy cao mông lên và ép lưng xuống. Đúng rồi. Rồi đạp chân phải và nhón gót chân trái, gọi là đi bộ tại chỗ đó. Ép vai, ép lưng xuống. Rồi đổi thở đi nào, hít thở sâu. Và đổi hít thở sâu, rút rốn xiết cùng bụng lại. Hít thở sâu, đi bộ tại chỗ là tư thế nghỉ mệt khi mình chuyển tiếp để tập chuỗi bài tiếp theo. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Hít vào, trường vai tới tấm ván, trường người tới, rút rốn xiết cơ bụng lại. Đúng rồi, đẩy mông lên chóp mặt thở ra. Trường tới hít sâu vào tấm ván, rút rốn xiết cơ bụng, thở ra. Rất tốt nào. Ba hít sâu, trường tới, thở ra, rút rốn xiết bụng. Bốn hít sâu vào, thở ra, rút rốn xiết bụng, ép vai, ép lưng. Năm hít sâu vào, thở ra, xiết bụng, thở ra. Sáu hít sâu vào, rút rốn xiết bụng, thở ra. Bảy hít sâu vào, rút rốn, thở ra. Tám hít sâu vào, trường tới, ngửa thẳng người, rút rốn xiết chặt lại, thở ra. Chín hít sâu vào, rút rốn thở ra. Giỏi quá. Mười hít sâu vào, giữ lại. Mười, thẳng người, rút rốn lên nè, rút cái cục mỡ lên, xiết nó lại, bắt nó lại, bắt cục mỡ. Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hạ đầu gối xuống, hạ đầu gối xuống. Rồi ở đây nè, nhìn cô nè, ở đây xiết cơ bụng lại, rút rốn lên, rồi chung tay hạ xuống gần tới sàn, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, tập hai tay đơ luôn, thở ra, chung tay hạ xuống, lên, hít sâu vào, ba, thở ra. Sâu vào, bốn, thở ra. Hít sâu vào, năm, thở ra, xiết bụng, hạ xuống luôn, rồi nằm xuống đi. Chồng hai tay lên nhau, đặt trán lên tay. Hít thở sâu vào, vắt mở toàn thân và tăng cường thể lực. Mình tập tay vai và tập luôn vòng 1 săn chắc. Hai chân duỗi thẳng khép sát, hai tay chống cạnh ngang vai. Dựng hai cái khuỷu tay lên, thở hết hơi ra. Hít vào, nâng ngực lên và nâng hai tay lên nè. Nâng hai tay lên vậy. Tập cho bắp tay, nách tay và lưng, mở lưng của mình. Hạ xuống. Hai lên. Xuống. Ba lên. Xuống. Thở hết hơi ra, bốn lên, hít vào, xuống, năm lên, xuống, sáu lên, chưa nâng chân, để chân xuống, để chân xuống, nâng ngực lên, xuống, bảy lên, xuống, tám lên, xuống, chín lên, xuống, mười lên, lên nào, xiết bụng lên.
Rồi, nâng chân lên, duỗi thẳng hai tay qua đầu, duỗi thẳng hai tay qua đầu. Rồi, kéo hai tay ra sau, quạt ra phía sau, quạt ra phía sau. Đúng rồi, lòng bàn tay hướng vào nhau. Rồi lên, hít vào, hai thở ra, quạt tay ra sau. Ba hít vào, thở ra, xuýt cái bụng lại, chắc toàn thân. Bốn hít vào, thở ra. Năm hít vào, thở ra. Sáu hít vào, thở ra. Bảy hít vào, thở ra. Tám hít vào, thở ra. Chín hít vào, thở ra. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Và giờ hai tay mình giống như muốn vỗ với nhau. Và chân cũng vậy luôn. Tắt chậm nè. Tắt chậm tay chân luôn. Tay chân luôn. 10, 9, 8. Đúng rồi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hạ xuống. Nghe rần rần cơ bắp chân, bắp đùi sau, cơ mông, cơ bắp tay, nách tay và cơ lưng. Hít thở sâu vào. Hai tay nắm hai cổ chân. Tập cây cung. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào. Kéo căng bung cao lên. Hạ xuống thở ra. Hai lên. Xuống thở ra. Ba hít lên. Bốn hít lên, kéo căng lên, xuống thở ra. Năm hít lên, kéo cao lên, căng lên rất tốt. Rồi lăn bụng luôn, lăn lên xuống luôn em. Lên xuống, lăn mặt bên á, mặt bên. Đầu xuống, chân lên, chân xuống, đầu lên. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, bụng nè, nắm chặt luôn, nắm chặt bụng cao lên. Cao lên, cao lên, rồi lật người qua bên phải. Thở ra, lật qua. Trở về, hít sâu vào. Bung lên, rồi lật qua trái. Thở ra, bung ngang qua, bung ra. Trở về, hít sâu vào. Hạ xuống, thở ra. Qua tay xoay mặt qua bên trái. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở lại. Lật ngửa người trở ra thư giãn. Tới rồi. Tới rồi. Hai tay ôm gối nè. Nhịp gối lên, thư giãn thắt lưng. Nóng người lên không? À, rồi dựng hai bàn chân lên nè. Hai tay nắm hai cạnh chân. Rồi kéo đầu gối cho nó lọt xuống bên hông. Co cẳng chân lại. Nắm cạnh chân, kéo đầu gối xuống hông. Kéo qua vậy nè. Đó. Không, không đúng. Đúng rồi. Gấp cẳng chân, đúng rồi. Kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Rồi lăn phải trái, phải trái. Baby happy. Rồi đạp hai bàn chân vào nhau. Hai tay mình nắm chặt. Lăn lên, lăn lên.
Lăn lên. Nè, lăn vậy nè, ôm chân y vậy luôn. Ôm chân dậy lăn lên. Lên. Cô làm live show 3 suất luôn vậy đó. Mà cô vừa tập vừa hô, không lạc giọng, không bể tiếng á. Ai cũng sẵn. Mấy cái suất kia Pilates đó, nó còn dữ tợn nữa, nó nặng hơn nữa. Đạp hai bàn chân vào nhau, nhịp chân cánh bướm nằm, hạ xuống kéo chân sát lên mông mình, nhịp chân cánh bướm nằm, bàn tay cong lại, khép sát lại vài vỗ lên hai bên khớp háng. Có thể thao nó vậy đó em. Phải biết em tập sớm người em khỏe. Giờ em học viên cô 30 tuổi rồi á. Nó nói trời ơi, em ráng em tập với cô, để khi tuổi cô em bằng nửa sức cô thôi cũng được nữa. Tại vì giờ sức nó, cái sức của nó 30 tuổi mà nó cũng thua với cô U50. Giữ chân ra, rung lắc hai chân. Mà tập chung vậy cô cũng tập đâu có đủ cái level của cô. Nó vẫn là quá nhẹ.